gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cái vụ đó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bịt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Mùa thứ hai giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen có gì đặc biệt? Với tổng lộ trình lên đến 1.618 km. Với 14 chặng đua từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, 3 chặng vòng tròn và 1 chặng cá nhân tính giờ, thực sự là những thử thách cho các tay đua hàng đầu. Những kỷ lục sẽ được thiết lập. 12 đội đua, trong đó lần đầu tiên có 5 đội quốc tế tham dự. 84 tay đua với gần một nửa là các vận động viên nước ngoài sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng trong một giải đấu xe đạp tại Việt Nam lên đến 1 tỷ bắt đầu từ ngày Quốc khánh đất nước mùng 2 tháng 9. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa. Một chặng đua nữa đã đi qua, một vòng quay nữa của bánh xe giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 lại hoàn thành. Quý vị và các bạn đang tới với chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Chặng đua thứ 9 của giải đua năm nay với lộ trình dài nhất trong suốt cuộc đua 170 km từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn đã được các tay đua chinh phục. Ba cái tên xuất sắc nhất của chặng đua này đều là ba cái tên quen thuộc đối với người yêu xe đạp Việt Nam. Trước chặng thi đấu thứ 9, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải áo vàng, áo xanh, áo trắng sau chặng đám cho các tay đua. Sau khi ra khỏi địa phận thành phố Quảng Ngãi, đoàn đua nhanh chóng tăng tốc và tách thành hai nhóm. 8 tay đua trong top dẫn đầu đã tạo ra khoảng cách hơn 2 phút so với nhóm sau. Mục đích lớn nhất là phá sức đội Infinite Cycling cho chặng đua vào ngày mai nhằm lấy áo vàng của Chris Sada. Trong khi đó, Lê Văn Duẩn tiếp tục củng cố vững chắc hơn vị trí áo xanh khi lần thứ 3 giành chiến thắng chặng cùng với 2 lần về nhất sprint để có thêm 35 điểm thưởng. Về đích trong top 5 còn có Nguyễn Thành Tâm của Hàn Ngọc Trời, Huỳnh Thanh Tùng quân khu 7, Jason Valade và Lê Nguyệt Minh. Trong khi đó, Chris Sada chỉ về đích thứ 22 nhưng không bị ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng áo vàng. Kết quả này khiến các vị trí giải thưởng cá nhân tiếp tục không có sự thay đổi sau chặng 9. Đoàn đua sẽ ở lại Quy Nhơn thêm một ngày để thi đấu chặng 10 đua cá nhân tính giờ 10 km vòng quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành vào ngày mai 12 tháng 9. Ngày hôm qua, đoàn đua đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của người dân thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Còn ngày hôm nay, đến lượt những tình cảm của người dân Quy Nhơn đón chào các tay đua. Trong suốt chặng đua ngày hôm nay, phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm của người dân Quy Nhơn dành cho giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Chặng 9 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn không chỉ mang đến những ấn tượng thú vị cho các tay đua bởi những cung đường đẹp, những khung cảnh thơ mộng trên dọc tuyến đường, mà hơn hết là những cảm xúc đặc biệt khi các tay đua nhận được những tình cảm chào đón của người hâm mộ
dọc ở hai bên đường. Xuyên suốt chiều dài 170 km của chặng đua là hàng dài người hâm mộ đón đợi, là những gương mặt háo hức, những cái vẫy tay đầy hứng khởi thay cho lời chào đón của người dân địa phương dành cho đoàn đua. Hiếm khi nào tuyến đường này lại rộn ràng cờ hoa cùng những nụ cười phấn khích đến thế. Tôi ra đây từ lúc 10 giờ hơn và cố gắng coi để đoàn đua về đích. Đón chờ cái giải đây là mấy ngày nay rồi, nói chung qua thông tin truyền hình. Bữa nay sáng nay là về tới Quy Nhơn là từ Quảng Ngãi, tôi ra đây đón chào với tâm trạng là rất là hân hoan. Những hình ảnh về đoàn đua giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 như một khoảnh khắc đẹp mà người hâm mộ được chứng kiến, và đó sẽ là điểm hẹn đối với người hâm mộ nơi đây. Còn đối với các vận động viên, những tình cảm nồng nhiệt này chắc chắn sẽ là động lực to lớn thôi thúc những guồng quay của các tay đua nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trên những chặng đường đua của VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay đón chào rất nhiều đội đua quốc tế với chất lượng chuyên môn cao. Để đảm bảo vấn đề thể lực cho mỗi chặng đua thì vấn đề dinh dưỡng rất được các đội đua nước ngoài chú ý quan tâm, đặc biệt là đối với một giải đấu có lộ trình thi đấu kéo dài liên tục như VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Sau mỗi chặng đua kéo dài hàng trăm km thì những bữa ăn như thế này chính là thời điểm để những thành viên của đội đua Bylife VDC nạp năng lượng và bổ sung dinh dưỡng cho mình. Jason và Javier là hai vận động viên nước ngoài thi đấu cho đội Bylife VDC và đây là lần đầu tiên hai tay đua này đến Việt Nam. Những tưởng sẽ khó có thể hòa nhập nhanh với những món ăn của Việt Nam nhưng hai thành viên này đều tỏ ra rất thích thú khi được thưởng thức những món ăn tại đây. Tôi thường không ăn nhiều ngay sau khi kết thúc chặng đua vì không cảm thấy đói lắm. Đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều so với đồ ăn Việt Nam bán tại Pháp. Tôi rất muốn trở lại đây thi đấu để được ăn đồ ăn tại Việt Nam. Gạo của Việt Nam rất ngon, tôi rất thích ăn cơm như thế này. Còn đồ ăn thì cũng rất hợp khẩu vị. Tôi cảm thấy rất ngon miệng với những bữa cơm tại Việt Nam. Các vận động viên xe đạp là những người phải vận động lớn trên đường đua và tiêu tốn nhiều năng lượng. Chính vì thế, việc đảm bảo dinh dưỡng cho mỗi tay đua là điều cần thiết để sẵn sàng cho những thử thách mới tiếp theo. Để đem lại những hình ảnh đẹp về một giải đấu xuyên suốt Việt Nam như giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017, bên cạnh những nỗ lực và sự đầu tư của Đài truyền hình Việt Nam thì vai trò của các phóng viên báo chí cũng là không nhỏ. Trong số các phóng viên tác nghiệp tại giải đua xe đạp quốc tế năm nay có những người rất đặc biệt cả về phong cách lẫn độ nhiệt huyết. VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 vì thế trở nên đa dạng hơn. Ba lô, túi sách, máy ảnh, laptop và đầy đủ thiết bị chuyên dụng tác nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau, trên nhiều phương tiện khác nhau. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là những phóng viên tác nghiệp tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. So với các môn thể thao khác, đặc thù của môn đua xe đạp đòi hỏi các phóng viên phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt và luôn sẵn sàng tâm lý để đối mặt với những khó khăn trên suốt hành trình đường đua. Đi xe đạp, trong công việc thì về chuyên môn thì mình đã chuẩn bị rồi, máy móc, người kia xe cộ mình đã chuẩn bị. Tuy nhiên có cái mà tôi sợ nhất là mưa, các bạn biết rồi. Trời nắng thì không sao, chúng ta chỉ có mệt thôi. Nhưng mà khi trời mưa thì khi chúng ta tác nghiệp trên đường, mà nhất là đi mô tô riêng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến máy móc. Thành ra đó là một cái điều mà tôi rất là sợ khi mưa. Ngay sau khi chặng đua kết thúc, chỉ vài giờ đồng hồ, những hình ảnh, những thước phim ấn tượng và chân thực nhất đã nhanh chóng được gửi tới khán giả và người hâm mộ trên cả nước. Khi mà mình kết thúc một cái chặng đua, thì trên cái đường mình về khách sạn thì mình trong đầu mình đã có cái tứ sẵn của cái bài. Nhờ vậy khi mình về mình chỉ mất khoảng chừng 30 phút cho tới 45 phút để mình làm hình. Cái phần cuối cùng là chờ đợi cái kết quả chính xác của trọng tài. Thì sau khi mà có kết quả chính xác xong thì mình nhập chung với lại cái bài mình gửi tin nóng về cho bên online trước. Khó khăn, vất vả là thế. Sau mỗi hình ảnh từ giải đấu nhận được sự quan tâm, chào đón của người hâm mộ cả nước. Đó chính là điều mà những người phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên mỗi cung đường đua của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 cảm thấy hạnh phúc, xua tan những mệt mỏi, nhọc nhằn. Và những đồng nghiệp của chúng tôi đã và đang tiếp tục tạo nên những sắc màu thú vị trên đường đua năm nay. Mỗi môn thể thao đều cần có sự trợ giúp của công nghệ trong thời đại hiện nay. Việc này sẽ giúp cho các vận động viên đạt đến tiềm năng cao nhất của mình. Với một bộ môn đòi hỏi nhiều yếu tố như đua xe đạp thì công nghệ
càng phát huy được các tác dụng của mình. Trên tay tôi lúc này là chiếc đồng hồ đa năng. Thiết bị nhỏ con này được gắn trên đầu xe của các tay đua và sẽ hiển thị tất cả những thông số cần thiết cho họ trên quãng đường di chuyển, như là số km, vận tốc của họ, thời gian họ đi được bao nhiêu và ngay cả nhịp tim nữa. Thiết bị này sẽ được kết nối với một sợi dây đo nhịp tim được các coureur đeo trên người của mình. Sợi dây này là đo nhịp tim cơ thể của con người và một vận động viên khi đang thi đấu. Nhịp tim trung bình khoảng là 150 đến 160 là ở nhịp độ trung bình, tốc độ trung bình. Còn nhịp tim khoảng 108 trở lên, đến maximum là 200. Những lúc mà tấn công là nhịp tim cao nhất. Sau khi thiết đo kết thúc của cuộc đua thì sẽ tổng kết vào máy tính. Và nói chung mình sẽ biết được là ngày hôm nay các vận động viên nó chạy như thế, tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cái sức khỏe của vận động viên ngày hôm đó như thế nào, để mình biết qua những chặng sau mình sẽ làm cho các vận động viên nó, nói chung là mình có một cái chiến thuật hợp lý để cho vận động viên nó thi đấu. So với những năm trước đây thì đua xe đạp tại Việt Nam đã thay đổi diện mạo khi ứng dụng một số công nghệ tân tiến để đánh giá vận động viên. Nhưng đây chỉ là những thiết bị còn khá sơ sài và vẫn chưa so được với bước tiến của thế giới. Hy vọng trong tương lai, những phát minh hiện đại khác như kính thông minh, chip đo cường độ cơ chân sẽ được sử dụng để giúp môn thể thao này phát triển hơn nữa. Bên cạnh những vòng đua gay cấn và hấp dẫn thì các hoạt động từ thiện của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hóa Xe năm 2017 vẫn được liên tục tổ chức. Một hoạt động như vậy vừa được diễn ra khi đoàn đua đi qua tỉnh Quảng Ngãi. Sau chặng 8 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017, ban tổ chức cùng đoàn đua đã có mặt tại Quảng Ngãi để chuẩn bị cho chặng đua thứ 9. Và một ngày trước khi xuất phát, ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 cùng đại diện tập đoàn Lộc Trời đã tới thăm trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Võ Hồng Sơn và trao tặng 1 tấn gạo cho nhà trường. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực của ban tổ chức, góp phần mở rộng tấm lòng nhân ái, đồng thời cùng nhà trường chung tay vì cộng đồng, động viên khích lệ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đã biết vươn lên trong học tập và tập luyện thể thao. Hoạt động này đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ban tổ chức giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Vòng quay của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã lan tỏa tới thành phố Quy Nhơn. 9 chặng đua đã đi qua nhưng sức nóng và sự nhiệt huyết của đoàn đua vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Bài hát vòng quay lan tỏa vẫn được cất lên ở mỗi địa phương mà đoàn đua đi qua. Những hình ảnh đẹp của giải đấu cũng sẽ khép lại chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai. Giải đua VTV Cúp Vinh Quang xuân đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua xứ Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Miên man qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Giải đua VTV Cúp Vinh Quang xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua xứ Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Miên man qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. VTV Cúp Vinh Quang. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ, để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng, giá đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.
Vụ đó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bịt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa PVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1800 1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.